How are you today? So-so. So. You have a new eyebrow? So-so. No, eyebrow. Mới mới làm nông khi mới làm nông mày không? Mới Mấy mới xóa xóa hả? mày À, khi mới xóa hả? Chứ phải là xóa đi xóa rồi đi xóa xóa mà sẽ lại đậm hơn ta. Ủa xóa nó vậy á, hay xóa vậy? xong từ từ nó mới bong ra nó mới lờ. À, không đẹp hả? Hay sao mà xóa thế cũng đẹp mà. Em muốn không muốn để nè, muốn xóa em ơi. Argentina, Orange. Argentina, Argentina. What does Argentina. this mean? Đánh thử đánh thử. Lời em không biết đánh luôn á. Không biết đánh luôn À, hả? Nhưng mà nó có nghĩa gì tiếng Việt á? Có nghĩa gì chứ? What does this mean? Original. Original. cái gì ta, để em bấm này. À, muốn để cái ban đầu đúng không, gốc đúng không? Đúng rồi đó. À, tự nhiên ấy, cái dạng tự nhiên đúng không? Original mới đúng, thiếu cái y á. Thế cái gì đúng rồi, thế cái gì. À, đổi hả? Đổi phong thủy. Wow, vâng. Hi, So are you today? Sao? Rồi. À, rồi bây giờ mình ôn bài cũ nè. Hôm bữa mình học gì ta? Hôm bữa mình học lesson 3. Đó. Rồi. Học về cái gì? Học về gì ta? Nhớ, nhớ học Về rồi. số thứ tự, về tháng. Đúng rồi, số thứ tự nè, về tháng. Rồi với giới từ đúng không? Ok. Đó, cách mình sử dụng giới từ add, on, in gì đó, là ba loại đó. Đó. Khi nào mình dùng on, khi nào mình in, khi nào mình dùng add. Rồi, khi nào mình dùng on ta? Khi... On là thứ với ngày. Đúng rồi, thứ với ngày, chính xác rồi nè. Rồi, vâng, khi nào mình dùng add. Add. Thời gian. Còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không ta? Một cái nơi chốn đúng không, một cái địa điểm nào đó, ví dụ như là at the cinema hoặc là at the, thì một cái nơi nào, at the concert place, nơi nơi mà diễn ra tổ concert đó đó, ví dụ at, nói chung là một cái nơi chốn đó, tại một thời gian và lúc mấy giờ, at 3 p.m. hay là at 5:30 là dùng cho thời gian và cho nơi chốn. Rồi còn cái cuối cùng là in à. In là dùng khi nào ta? Buổi, tháng, năm. Mà buổi nè, tháng năm thì sẽ, mà nó khi mà nó đi một mình đúng không, tháng năm nó đi một mình nó thôi, còn ví dụ như tháng năm mà cộng với ngày trong đó nữa thì mình vẫn dùng on, ví dụ cả cả khoảng tháng cả ngày á thì mình dùng on, mà đi tháng không á thì mình dùng in đó, nó đi một mình nó đó, tháng năm với buổi đó, ví dụ buổi giống như là in the morning nè, in the afternoon hay là in the evening đó, buổi giống như ba buổi đó. À, trong cái câu, trong cái bài tập nó sẽ có hai cái dạng câu hỏi là what day is, ví dụ như là is your birthday, ví dụ cô lấy ví dụ là một là cái sinh nhật của mình đi, và một cái câu hỏi là what what day is your, đây và cái này có hai trường hợp. Rồi mình nhìn vô trong cái chỗ checkbox đó thì nó có thể có hai trường hợp, là một là what day, cái đây đây có một cái từ date, cái đuôi te, và một cái day thì cái hai cái đó nó nghĩa gì ta, câu hỏi đầu tiên nó nghĩa gì ta, what date is your birthday, Cái ngày à, ngày, thứ cái ngày đầu ngày tiên là ngày, cái thứ hai là ta hỏi là thứ đó đúng không, cái date te đuôi te gọi là ngày, hỏi ngày gì và ngày gì, còn date kia là hỏi thứ, ví dụ on Monday, on Tuesday gì đó, ví dụ như này thứ mấy đó,
thì mình phân biệt hai cách hỏi đó. Đó, khi mà người ta hỏi ngày hoặc là hỏi thứ, rồi đó đúng rồi. Đó, mình nhớ lại. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái phần ôn tập. Extension, ôn lại unit 5 đó. Đây rồi, mình vô cái phần reading, mình sẽ đọc. Ở đây cái là mình đọc nè. Ở đây cái là read the announcements. What are the events this week? Là người ta kêu đọc những cái bản thông báo á nè. Announcement là cái thông báo á. Đây 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 cái từ mới nè. Đúng rồi, announcement. Announcement. Gọi là cái thông báo, một cái thông báo gì đó. Read the announcement. What are the events this week? Đó, khi mình đọc hết những cái thông báo này xong mình xác định là trong những cái thông báo này là có những sự kiện nào diễn ra. Đó, gồm có 5 sự kiện. Đấy. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình thôi mình nghe đi, tại vì lâu rồi mình chưa nghe. Đó, là mình nghe bài này trước đi. Nghe từng đoạn xong mình Read the announcements. What are the events this week? The Daily Express. Events for the week of June 20th. Party. June 21st is Sally Newfield's birthday. 90 years old and so young. When? Tuesday, June 21st, 7 p.m. Where? Chuck's Cafe, around the corner from the bank. Don't be late. Rồi. Bây giờ Kiết sẽ đọc đoạn đầu tiên nè. Mình nghe rồi xong mình đọc. Mình nghe một lần rồi mình đọc. Đó. Mình đọc luôn cái tiêu đề luôn. Cái tiêu đề của cái này nè. Đây, cái phần này. The Daily Express. Daily. Express. Đúng rồi, Express. Đây. Đó, là làm có nghĩa là cái thông tin tức hàng ngày đó. Đó. Cái có mình khi cứ đọc không? Khi giờ vẫn có đọc cái báo không? Báo VN Express á. Không ạ. Không ạ. À? Ở Việt Nam á, nó không phải ở Việt Nam. Ủa, không đọc báo Việt Nam à. Đó đó đó. Thì đó, đây là những cái thông báo hàng ngày đó. Events for the week of 20th of June 20th. Đó. Rồi, khi đọc đầu tới cái phần party nè. Bạn đầu tiên. Đọc cái the daily luôn hả cô? Đọc luôn cái phần tiêu đề luôn. The Daily Express events for the week of June 20th. Thiếu cái đuôi earth. 20th. Đúng không? Nó có cái đuôi này nè. Rồi. At party. Party. June 20. Cái này là 21st is Sally Field. Newfield. Birthday. Right. 90 years old and so young. When day June 21st, 7 p.m. Where Chuck's Cafe around the corner from the bank. Don't be late. Đúng rồi, rồi bây giờ mình dịch nè. Translate this paragraph into Vietnamese. Sinh nhật của Sally ngày 21 tháng 6. 90 tuổi và rất trẻ. Ở đâu là quen là ở đâu đúng không cô? Khi nào? Khi nào? À, khi nào? Thứ ba ngày 21 tháng 6 7 giờ tối. Đúng rồi. Quán cà phê Trúc. Đúng rồi. Ở quanh góc đường từ ngân hàng hả cô? Đúng rồi. Đừng đến trễ. Đúng rồi, đúng rồi, đó là người ta sẽ nêu ra ba ba thông tin. Thứ nhất là tên của cái chủ đề này, ở bữa tiệc này là cái thông báo là về về cái gì đó, tên của event đó.
Sau đó người ta sẽ nói là khi nào tổ chức, rồi cái thông tin cuối cùng là cái nơi tổ chức. Đó, ba yếu tố là tổ chức cái gì, event, what event, xong mình when, where, ba yếu tố rồi cái thông tin đó. Rồi vâng, đọc tiếp theo nè. Cái movie phải không cô? Đúng rồi, movie. Movie. Index actor Peter Sellers Seller. Sellers Sellers. Sellers Sellers in the party. An oldie Odie. oldie oldie goodie. Friday June 24th A30. at 8:30 30. p.m. at the new school 58. 50 58 Port Street. Rồi, bây giờ mình nghe nha. Nãy mà mình quên nghe trước. Nghe trước thì mình đọc nè. Rồi bây giờ mình nghe nè. Movie. English actor Peter Sellers in the party. An oldie but goodie. Friday, June 24th at 8:30 p.m. at the new school, 58 Post Street. Rồi, bây giờ mình dịch nè. Nó lạ lạ đúng không? Vâng. Cái này tự nhiên nó dịch nó viết không là một cái câu, nó cũng sẽ không cụ thể luôn. Là giống một cái tên là gì, người diễn viên, người là Người anh Anh này, người anh ở nè, Anh Peter nè, tiếng mình tên Peter là gì đó, người bán hàng, người bán hàng của đúng rồi, sellers đó, Sarah bán hàng già nhưng mà giỏi. đúng rồi, kiểu kiểu vậy, kiểu vậy. An oldie là một người già, nhưng mà là giỏi. An oldie là một an nè. Thì cái này gọi là một cái danh từ chỉ người, một cái người già nhưng mà là giỏi. Rồi. Cái địa điểm mình định vào thứ sáu, vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu ở đâu, Thứ ngày sáu 24 tháng 6 vào lúc vào cái này dịch như nào cô? thứ sáu thứ sáu Thứ ngày 24 tháng 6 vào lúc 8:30, sáu đúng không? dịch dịch Mình xuôi dịch thế hả theo cô? theo chiều này thôi, Dịch xuôi. đầu đến cuối thôi. Rồi. Và địa điểm là ở ngôi trường mới Đúng rồi. 58 cái À, post được số địa chỉ của nó đó, tại vì đường cái ngôi 58 trường New School á, và tại địa chỉ là 58 đường 8 Paul Street, đường đường Paul đó, là nếu là địa chỉ của nó đó, cái tên và địa chỉ rồi thời gian. Và cái này nè, cái này là người ta mô tả về bộ phim thôi, cái không này nè đó. Mình cứ kiểu như mình dịch thoáng là người ta mô tả về bộ phim thôi. Rồi, dance. À, bây giờ mình nghe nè, nghe trước nè. Dance. Both young and old are welcome. Where? Casey's Restaurant on Main Street, next to the Mrs. Books Bookstore. When? Saturday, June 25th at 8:30 p.m. Meeting. Rồi. Kick dịch nè. Có đọc không không? Dịch, đọc hết luôn, đọc hết rồi mình dịch luôn nè. À. Games. Four. Young and old are welcome. Where Casey's restaurant on Main Street next to the Mr. Book. Mrs. Mrs. Book. Bookstore. When Saturday, June 25th at 8:30 p.m. Right, 8:30, hoặc là half past 8. PM. Rồi, mình dịch nè. Cả trẻ và già đều có thể đến. Đúng rồi, đều chào đón cả anh người trẻ và người già. Rồi, nơi tổ chức nè. Ở đâu Casey, nhà hàng Casey trên trên đường Main Street, đúng không? Trên đường Main. Gần cái gần hiệu bút bút gần hiệu rồi, gần gần cái hiệu sách á, mà nó tên là Mrs. Books. Nó lạ vậy đó. Cái tên của nó là vậy. Ví như là có cái trung tâm tiếng Anh nhưng là Miss Hoa Thuệ á, nó giống vậy á, hiểu hiểu không? Có nghĩa là cái hiệu thuốc đó, cái hiệu hiệu sách này nó tên là Mrs. Books. Và ví dụ người ta lấy tên của người ta đặt tên cho cái hiệu sách người ta luôn. Rồi, khi nào? Nào, thứ bảy ngày 25 tháng 6 lúc 8:30 tối. Đúng rồi, rồi bây giờ mình nghe lại tiếp theo nè. Bank Managers Association. Thursday, June 23rd, from 9 a.m. to New School, 58.
An oldie but goodie. Friday, June 24th. Dance. Both young next to the Mrs. Books bookstore. When? Saturday, June 25th at 8:30 p.m. Meeting. Bank Managers Association. Thursday, June 23rd from 9 a.m. to 2 p.m. at Family Bank, 58 New Street, between Kim's Newsstand and Carson's Bookstore. Game. Rồi. Volleyball. Rồi. Vâng, vâng, vâng. Meeting. Bank Manager Association. Association đây. Cái này nó hơi lạ. Mình gọi là cóp vô bên này để mình coi cái phiên âm nè. Từ này từ mới. Yeah. Đây. Association. 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 Đây. Association. Cái này bình thường á, người ta sẽ nói là liên hiệp, hiệp hội gì đó. Bình thường nè, người ta nói là từ dịch nè. An official group of people who have joined together for a particular purpose. Là một cái nhóm người chính thức khi mà người ta tham gia cùng nhau cho một mục đích cụ thể. Đó. Thì như vậy trong trong đây thì người ta kêu là trong một cái những người quản lý. À, đây đây. Trong đây thì dịch thoáng ra là tức là một cái một cái nơi mà tổng hợp tất cả những người một cái nhóm quản lý đó của ngân hàng đó. Một cái liên liên hiệp ví dụ dịch sao ta trong ngân hàng thì cũng không rành cái ngân hàng người ta gọi là cái gì ta. À, nói chung là association là liên hiệp liên hội về tất cả những cái người quản lý của ngân hàng. À, đây là một cái cuộc họp á, của những người quản lý thôi chứ không có nhân viên trong đây. Đó, mình cứ nghĩ đơn giản là như vậy. Rồi. Tiếp tục. Vâng, đọc tiếp. Đọc lại luôn, đọc lại luôn. Bank Manager Association. Nè nè, đọc lại nè. Association. Rồi, nghe nè. Association. 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 Nó có bốn bốn âm tiết. Năm năm năm. Association năm lần. Association. 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 Đúng rồi. Rồi đúng rồi. Đọc lại, đọc lại, đọc lại. Anh Melody Association. Oh yeah. Association. 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 Em nhìn theo cái chữ á. Cái chữ là mình nó cũng đọc hơi hơi giống cái chữ vậy thôi. Nó không có khác gì đâu. Nhưng mình đọc những cái chữ Association. Đó. Đúng rồi. Thì cái chữ nó đọc y chang vậy mà. Association. À. Bình thường là nó sẽ dịch là hiệp hội liên bang gì đó, nhưng mà trong đây là mình cho mỗi ngân hàng thì có nghĩa là một cái nhóm, là một cái nhóm quản lý cho ngân hàng đó. Nói chung là như vậy, một cái người quản lý đó. Thursday. Gì vậy, gì vậy? Thursday. Đó, vâng, vâng, ở nhà không luyện tập đọc đúng không? Trời ơi, đọc kì vậy? Đọc lại, đọc lại, đọc lại. Vâng, vâng. Thursday. Thursday. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. June. June. Tell. 20. Tell. 20. 23rd. 23rd from 9 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. at Family Bank 58 New Street. Between Kim, between Kim Newsstand and Carson Bookstore. Mà Carson Bookstore rồi mình dịch nè. Đó là cuộc họp của những người quản lý ngân hàng á. Cuộc họp của những người quản lý trong ngân hàng thứ năm tháng 6 ngày 23 khoảng từ 9 giờ đến 2 giờ. 23/6 từ 9 giờ đến 2 giờ. 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Mình 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đó, đó, đó. Rồi. Ở đâu nè? Ở đường 58 ngân hàng gia đình. Đúng rồi. Rồi.
ta mô tả ở vị trí ở giữa, ở giữa cái sạp báo, sạp báo với cả tiệm sách. Mà sạp báo của Kim á, tên Kim, và cái tiệm sách là của Carson á, của cái ông Carson, newsstand là của ông Kim gì đó. À, rồi của hai người đó đó, mình dịch đầy đủ nha, vân vân đầy đủ nha. Nha, bỏ bỏ từ không à. Rồi tiếp tục nghe tiếp theo. Ê, mình về nhà vân vân, về nhà đọc thêm nha. Vâng, nhớ luyện luyện tập nha, luyện tập nha. À, mấy bữa không học là bắt đầu mình thật luôn luôn rồi đó. À. Sunday, June 26th, 2 p.m. Branfield School on Fitch Avenue, between 1st Street and 2nd Street. Rồi. Vâng, khi đọc nè. Sao mất khúc đầu hả? Family Bank, 58 New Street, between Kim's Newsstand and Carson's Bookstore. Game. Volleyball. Sunday, June 26th, 2 p.m. Branfield School on Fitch Avenue, between 1st Street and 2nd Street. Right. Okay. Game. Volleyball. Đúng rồi. À, đây này, volleyball là cái bóng chuyền á. Đây, nó sẽ nhấn vào âm số 1. Đó, cho nên mình sẽ nhấn vào cái từ vol. Volleyball. Share cái này nè. Rồi. Quay lại cái từ này. À, đây là một cái môn thể thao bóng chuyền á. Đó. Đây. Volleyball. À, volleyball. À, anh Mỹ á, thì nó sẽ làm A hai chấm, còn anh á, nó làm O, O ngắn á. Đó. Thường đa số những cái từ tiếng Anh trong anh và anh Mỹ nó khác nhau ở chỗ là cái âm O của anh á, nó sẽ chuyển thành âm A hai chấm của anh Mỹ. Đa số những cái từ như vậy. Đó, mình sẽ thấy. Volleyball. Rồi, giờ mình quay lại, đọc lại tiếp nè. Đọc tiếp nè, tiếp nè. Volleyball. Sunday, June 26th. Đúng rồi. 2 p.m. Renfield School on Fifth Avenue. Avenue. À, avenue nghĩa là đại lộ. Avenue. À, tức là một con đường gọi là đại lộ. Between First Street and Second Street. Đúng rồi. Đó, đây đây. Avenue. À, khi thấy không? Khi thấy cái phần Avenue. Đó. Đó là cái đại lộ đó. Rồi bây giờ mình đầu dịch nè. Chủ nhật 26 tháng 6 2 giờ chiều. Trường tại trường Branfield. Đại lộ Fitch. Đó, đại lộ tên là Fitch. Ở giữa đường số 1 và đường số 2. Đúng rồi, người ta mô tả vị trí luôn. À, người ta cho địa chỉ xong rồi mô tả vị trí nó ở đâu, ở giữa between First Street and Second Street. Rồi. Đó, là mình đọc hết 5 cái đoạn này rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là what are the events this week? Rồi bây giờ mình trả lời câu hỏi. Đây. What are the events this week? Nó có bao nhiêu sự kiện vào tuần này? Five. Đúng rồi, five. À, rồi vâng. What are the events? Mấy cái sự kiện là sự kiện nào á? What are the events? Mình có sự kiện. Party. Party. Movie. Dance. Meeting. Game. And game. Đúng rồi. There are five events in this week. Đúng không? À, they are party, movie, dance, meeting, and game. Rồi. Đó, nó có 5 sự kiện diễn ra vào tuần này. À, bây giờ mình sẽ xuống làm bài số 2 nè. Sau khi mình đọc, mình sẽ làm bài tập nè. Đây. À, rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn vào vừa nhìn ở trên vừa nhìn ở dưới để mình trả lời câu hỏi. Mình sửa lại đây nè. Số 2 là kêu là
Correct all the mistakes. Người ta cho sửa lại những cái lỗi sai của những cái câu ở phía dưới. Use information from the reading. Sử dụng những thông tin ở trên cái bài đọc nãy giờ mình đọc á, để mình sửa lại thông tin sai. À, ví dụ câu 1 người ta sửa lại là nè. The dance is at 9:30. Thì người ta sửa lại thành là 9:08. Đó. Mình dựa vào thông tin ở trên mình sửa lại ở dưới. Rồi number 2 nè. The movie is at 8:30 a.m. Khiết sửa. The movie is at 8:30 p.m. Đúng rồi. Sửa thành p.m. À, rồi. Number 3 nè. Vâng. The meeting is from 9 a.m. to 2 p.m. Đúng rồi, bỏ đi đúng không? Bỏ add đi luôn. Mình lấy từ đây. From 2 a.m. to 2 p.m. p.m. Rồi. Number 4. Kick là number 4. The birthday party is at midnight. It is 7 p.m. Đúng rồi, at 7 p.m. not midnight. Mình đổi thành 7 p.m. Rồi. Tiếp tục. Number 5. The birthday party in on the 21st. Cái đó là âm ở vâng âm số từ số 1 ạ. Đây. 21st. 21st is on the 21st, not 22nd. Không phải fifth nha. First. À. Rồi. Đổi thành số 21. À, rồi. Số 6 nè. The dance is at the bookstore. Khiết nè. Mình sửa chỗ nào nè. Dance is at the Casey restaurant. Đúng rồi. Not the bookstore. À, mình bỏ cái này. Mình đổi xuống cái này. À, đưa xuống. Rồi. 7. The meeting is at the new school. The meeting is... At family banker. Đúng rồi. Not the new school. At the... Đó. À, không cần phải mình nói rõ được cụ thể đâu. Vâng. Mình chỉ cần thay đổi cái family bank thôi. Không cần nói là family 58 bank. New Street nữa. Đó. Sửa cái chỗ đó thôi. Cái nào sai mình sửa cái đó thôi. Chứ mình không phải thêm thông tin đâu. Number 8. The party is... Chuck Cafe. Đúng rồi. Chuck cafe, Chuck. Not cafe restaurant. Bỏ này luôn. À, rồi. Number 9. Branfield school is between. Mình đọc đầy đủ câu nè. Branfield school is between. Branfield school on fifth. Between First street and second street. Đúng rồi. Not between a newsstand and bookstore, mà là between ở trên này nè. À, between first street and second street. Rồi, number 10. The game is on Sunday. Đúng rồi. On Sunday, not Saturday. Mà chủ nhật chứ không phải thứ bảy. Rồi. The game. À, Sunday. Not Saturday. À, rồi. Đó, cái này dễ mà. Cái này mình chỉ cần lấy ở trên mình kiểm tra xuống dưới chỗ nào sai thì mình sửa lại thôi. Đó, nó không khó gì hết á. Dễ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ học một cái bài mới. Rồi, về cô hàng đảo. Cô hàng đảo này cô còn không biết luôn á. Cái này là học để biết thôi chứ không cần học thuộc nha. Không cần phải học thuộc từ vựng chỗ này nha. Học để biết thôi. À, tại vì cái này là về cô hàng đạo mà. Học tiếng Anh là mình chỉ học về cách giao tiếp và những cái từ gì dùng giao tiếp hàng ngày thôi. Cái này là một cái chuyên ngành về những người mà thích về tìm hiểu về cô hàng đạo thì người ta mới học. Đó. À, cái mục đích của bài này mình ta để cái bảng này á để mình thấy á là ask about classmate birthday so complete the chart. Là mình sẽ hỏi bạn của mình về cái bạn về cái ngày sinh nhật của bạn, sau đó mình điền tên nè, điền ngày sinh nhật và điền
Zodiac sign là vì điền về cái cung cung gì đó, nhìn dựa vào cái bảng này à, mình thấy sinh vào từ ngày nào tới ngày nào là cung gì đó thì mình điền cái từ đó vô là xong rồi. À, bây giờ mình sơ nha, mình sẽ đây cô kiếm trên mạng nếu có chỗ nào mà nó có cái nguyên một cái bảng mà nó có cái phiên âm luôn á thì mình sẽ dễ đọc, còn cái này mình học để biết thôi chứ không cần phải học thuộc đâu. Đây, mình nhìn sơ thôi. Nó sẽ không có cái phần à đây. Tôi dạy có dạy đọc hết không cô? Có gì đọc, có đọc nè, lên tìm kiếm cái phiên âm nè. À, nhưng mà không quan trọng đâu, cái này không đọc sai cũng được tại vì rất ít dùng nha. Cái này chưa bao giờ con thấy nói chuyện trong tiếng Anh mà mình dùng mấy cái này luôn á, chưa bao giờ luôn á. Cái này mình học để biết thôi. Chứ không cần thiết, mình nên học những cái mà mình hay dùng. À, nó cần thiết hơn, còn cái này là học mà mình chỉ nhớ cho biết vậy thôi chứ không học để mất công thôi. Chứ đó, mình để thời gian mình học những cái mà mình cần thiết để dùng tốt hơn. Rồi đây, đầu tiên. Đây, cái bảng đầu tiên. Cung gì đây? Đây đúng không? Đúng không? Cung Bạch Dương. Cung Bạch Dương. Rồi mình đọc nè. Ta chỉ nè. Aries, 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 Aries. Aries đây nè, thấy không, thấy không, thấy nhỏ quá Thấy cô đọc sao đó hả? Aries à, Aries đúng rồi, đây nè, thấy không, e, ủa sao nó có hiện này là e nè, Reese, thấy không, thấy không, nhìn cái phiên âm của nó là mình cứ đọc theo vậy thôi. Bạch Dương là từ tháng mấy hả cô? Từ tháng đây tháng 3, 21 tháng 3 tới 19 Đến tháng 4. 20 tháng 4. 20. Tới 19 tháng 4 mà. Sao thấy không? 20. Sao trong sách nó ghi 20 vậy? 20, 20 mà Vậy cô. là hai cái tài liệu nó hơi khác nhau rồi nha. Thôi, vậy thì thôi mình dùng ở trên offer để cho nó dễ, cho nó đồng bộ. À, chịu khó mình copy qua bên này. Rồi đánh 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 chữ qua bên này cho dễ. À, rồi cái đầu tiên đúng không? Capricorn gì đây? Đầu tiên nè. Vâng. Mình sẽ đánh nè. Capricorn này học để cho biết chơi vậy thôi, không có dùng đâu. Có thấy là nó ít dùng lắm. Capricorn. Capricorn. Rồi. Capricorn. 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 Đó. Rồi, khi đọc là Capricorn. Capricorn. Đúng rồi, Capricorn. Capricorn. Đúng rồi, Capricorn. Capricorn là cung ma kết. Hả? Có. Sẽ cái gì Không vậy? có, không 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 không. Cái gì vậy vậy? Market. Cung ma kết thì sao? Sao tự nhiên con tự Không nhiên không không. wow. Why are you surprised? I don't know why. Sao tự nhiên ngạc nhiên vậy? Không hiểu. Không 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 vợ. Nè. Zodiac. Zodiac là cung hoàng đạo. Zodiac. 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 Chỗ nào của cô? Là cái từ đây nè, cái từ đây nè. Đây đây đây. Hồi nãy nó nói nè, tôi nhiều cô vừa mới thấy mà about complete the chart. Là Zodiac. cái cung á, hiểu không? À, Zodiac. Đây đây đây. Cung. Đây nè, cái bảng này nè. Đây. Rồi. Zodiac. À, có nghĩa là mình cứ Zodiac. dò, mình cứ dò cái bảng ở trên này, sau đó mình sinh vào ngày nào mình dò mình điền vào cái tên của cái cung đó xuống dưới đây thôi. Đó đơn giản cái bài này là vậy. À, mình học mấy cái từ này mình biết thôi. Đó. Chứ không cần không có quan trọng đâu. Zodiac. Rồi, tiếp tục. Capricorn rồi đúng không? Từ thứ hai nè. Là từ Aquarius đúng không? Aquarius. 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 Ai? À, hồi nãy chưa Vân chưa đọc cái từ đó đúng không? Từ đầu tiên á.
Từ đầu tiên Vân đọc đi. Capricorn. Capricorn. Đúng rồi, Capricorn. Capricorn. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái từ tiếp theo nè. Aquarius. 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 Đúng rồi, Aquarius. 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 Này cô phải ghi trong này chứ cô cũng không quen thuộc luôn. Đây là Aquarius là bão bình. Aquarius. Phải dò ra. Aquarius. Đó, cái này cô cũng không có nghiên cứu. Đó. Aquarius. I don't research about this, so I don't know. Aquarius. Rồi, tiếp tục cái cung thần tiếp theo nè. Cái cung tiếp theo là Pisces hả? Pisces. Để cô coi thôi. Để đây đọc chữ nào. Pisces. 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 À, khi đọc nè. Pisces. Pisces. Đúng rồi. Pisces. Pisces. Rồi. Pisces là cung, để cô coi, song ngư. Song ngư. Pisces là song ngư. Rồi. Vâng, vâng đọc từ Pisces. 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 Rồi, rồi tiếp theo. Pisces. Aries. 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 Rồi, khi đọc là Aries. Aries. Rồi, Aries, để cô coi. Aries, Bạch Dương. Aries. Aries, để cô Bạch Dương. Aries. Aries. À. Aries. À. Cái chỗ Aries. Của Anh nó sẽ có ờ. Aries. Aries. Còn Anh Mỹ nó sẽ không có ờ. Aries. Aries. Rồi, Aries. Aries. Rồi, đúng rồi, vâng, ok, đó, rồi. Cung này cung Bạch Dương nha. Rồi, tiếp theo. Taurus là cái gì ta? Tiếp theo. Kim ngư. Taurus. 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 Taurus là cái gì? Taurus. Taurus. Đúng rồi, Taurus. Taurus. Rồi, vâng nè. Taurus. Taurus. Đúng rồi, Taurus. Taurus. Rồi, đây là kim ngưu nè. Tiếp theo. Có một cái cung rất là dài. Sagittarius. Sagittarius. Cái này là sư tử. Sagittarius. Sư tử. Đúng rồi. Sagittarius. Nhưng mã, nhưng mã. Nhân mã. Sagittarius. Nhảy vô tới đây rồi con. Tại cô thấy là theo hàng ngang á, cô làm theo hàng ngang á. À. Sagittarius. 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 Rồi. Khi đọc mà. Sagittarius. Đúng rồi, là cái âm ở giữa đó là âm chờ. Đây. Sagittarius. Vâng đọc. Sagittarius. Sagittarius. Rồi. Là cung nhân mã nha. Tiếp theo. Gemini là cung gì? Gemini. Gemini là... song tử. Song tử. Song tử. Song tử. Rồi. Gemini. Gemini. Hai cách. Có thể đọc nai hoặc là đọc ni cũng được. Gemini. À. Gemini. 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 À, mình cứ đọc Gemini cho nó dễ đi. Tại nhìn theo thì nó hợp hơn. Rồi. Gemini. Nó giống chữ thì mình nhớ cái đó. Gemini. 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 Rồi. Khi đọc nè. Gemini. Gemini. Rồi, vâng. Gemini. Gemini. Rồi. Gemini. Xâm tử. Tiếp tục. Scorpius là bọ cạp á.
Obvious. Scorpio. À, bỏ cái hay là gọi là thiên ích á, nó có nhiều cách á. Cung này cô cung này nhưng mình biết là có nhiều cách. Đó, bỏ cái hay là thiên ích. Scorpio. À, khi đọc là Scorpio. Đúng rồi, Scorpio. À, mình cứ nhìn vào cái phiên âm của mình của dưới đây nè. À, tại vì mình học MBA rồi cho nên mình nhìn vào để mình đọc. Mình nhìn được phiên âm để mình biết cách đọc. Scorpio. À rồi, vâng. Scorpio. Scorpio. À, mình nhìn cho nó quen nha, tại vì mình đã học IPA rồi, mình nhìn cho nó quen để mình biết là Scorpio. Mình không có nghe tiếng người ta đọc á, nhìn mình nhìn vào phiên âm mình vẫn đọc được. Scorpio. Scorpio. Rồi, bảo kẹp đó. Rồi, tiếp tục. À, Libra là cung gì? Nhiều cung ghê. 12 cung mà. Yeah, thiên bình. Libra. Đúng rồi, Libra. Rồi, khí nè. Libra. Đúng rồi, Libra. Rồi, vâng, Libra. Đúng rồi, mà chữ bờ mình nhẹ lại. Libra. À, đây là thiên bình nha. Rồi. Tiếp tục. Sắp hết rồi đó. Virgo Leo Cancer. Đây. Virgo là cung sử nữ. Khí nè. Virgo. Rồi, tiếp tục. Leo. Sư tử. Đúng rồi. Leo. Rồi. Vâng, Leo. Sư tử. Rồi. Cuối cùng là Cancer. Con cua đúng không con? Bỏ cạp, anh nhầm. Cancer. Đúng rồi coi. Ủa sao này không có Cancer? Cancer. Tại vì mình thiếu một cung là cung Bảo Bình đúng không? Không, Bảo Bình có rồi. Aquarius. Xong ngư Cancer. Đúng rồi coi. Cancer là ung thư đúng không? Đúng rồi. Chính xác luôn. Cancer là bình thường là ung thư đó. À, nó có nhiều nghĩa đó. Nghĩa bình thường đó là cancer là cái bệnh ung thư. À, cô coi. Market Bảo Bình. Ví dụ như mà người ta hay kêu mình bị bệnh ca là bệnh ung thư á. Khi mà mình đi khám bệnh á mà bị bệnh ung thư là người ta sẽ bác sĩ cự giải. Đúng rồi, cựu giải nó nhiều cách nói quá. Cựu giải, rồi, cùng cuối cùng đó. Cựu giải. Rồi. Cancer là cựu giải. Cancer. Rồi. Hết rồi đó. Đó, Cancer, nhớ nha, Cancer nó sẽ có hai nghĩa. Một nghĩa là ung thư, về bệnh ung thư. À, thứ hai là cung cựu giải đó. Rồi, nó về cung thì nó sẽ là cung cựu giải, nó về bệnh đó, thì nó sẽ là Cancer, là cung ung thư. Rồi, bây giờ là Kiết sẽ hỏi Vân vào ngày sinh nhật nào nè. When's your birthday? Sử dụng câu hỏi when's để hỏi về sinh nhật của Vân nè. Vân trước nè. When's your birthday? My birthday June is on. On June. June. Fourteen, hả? Vâng, 14. Rồi. 14. Rồi, năm nào? Có năm nào không?
Năm nói sao cô? 1997. À năm thì 100. Mình biết được. Là mình nói chung luôn á. Đây. Right. On chun là rồi phải luôn. Và năm gì đó đó mình phải thôi, không mình nói chung. Nhưng mà cách đọc là như nào cô? One two one. On chứ one sao? Sao là mình dùng on chun 14. 14. Rồi 14. Năm nào, năm nào? 1997. Đấy, đấy, 1997. Đúng không? 1997. Đó, mình chung lại. À là tách hai cái một của. Không cần hai cái đâu. Ý là mình phải gì cho hiểu á, hiểu không? Cô phải cho nó tách ra, không phải là hai cái, mà là thường tháng với ngày nó sẽ đi chung với nhau. Hiểu không? Cái dính liền nhau, còn năm nó sẽ tách riêng ra. Đó. Khi mà mình nói cho năm á thì nó sẽ tách riêng ra. Nhưng mà bình thường học sinh giờ hỏi sinh nhật á thì cũng không cần phải hỏi trả lời năm đâu, ý là cũng hỏi cho kỹ thôi. Còn bình thường mình trả lời sinh nhật người ta, một người nào nó hỏi mình sinh nhật vào ngày bao nhiêu thì mình kêu là ngày ngày và tháng thôi, còn năm mình không cần thiết. Rồi khiết nè. Bây giờ mình so sánh vô trong cái bảng này. Thuộc cung nào ta? Thuộc cung Gemini. Gemini được coi Gemini. Cô song tử. Vâng. Rồi đó. Đúng không? Rồi, vâng là Gemini. Cái này nó hơi bị. Rồi cái tiếp tục Vân hỏi Khiết đi để cô điền lại. When's your birthday? When? Job. My birthday on October 16th. In. Có thể là in đó, nếu mà em muốn tôi nói rõ luôn á. In 19 gì đó. October. In 1995 hả không? In không, mình cái đó mình sẽ tách hai số, hai số rồi mình đọc. Cái đối với tôi số này ngàn, số năm á, em sẽ tách đôi ra, tách đôi ra đọc. 19. Hai số hoặc đọc hai số. 1995. Đúng không? 1995. Rồi Gemini nè. Rồi đây là Khiết nè. October 6. October 6. 16. 16 hả? 16. Rồi cung gì ta? Libra. Rồi. Libra là cung thiên bình. Rồi. Đó, rồi, đó nghĩa là mình nhìn vào cái bảng này để mình biết được hết cái cung là mình thuộc cung gì. Cái này để học mình biết thôi. Mà ít dùng, không ai hỏi mình học cung gì chứ mình người ta chỉ hỏi mình sinh vào ngày nào thôi. Tại vì không phải ai cũng biết về cung. Đó, cái này là nếu mình thích tìm hiểu thì mình mới tìm hiểu thôi chứ bình thường không ai biết. Đó. Mình không nhớ là có bao nhiêu cung, là cung tên gì, bao nhiêu cung tên gì nữa, không nhớ hết nữa. Đúng không? Đa số là mình chỉ biết nhớ được cái cung của mình. Đó. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ làm phần luyện nói nè. Creates conversations for the people, talk about the events for example. Đây. Người ta cứ tạo những cái đoạn hội thoại cho những cho con người nói về, thứ nhất là nói về sự kiện. Ví dụ look, there's a gì đó. Rồi, sau đó là số 2 nè. Confirm that you are on time for an event. For example, what time? Rồi gì đó. Đây, là bắt chước cái đoạn. Mình ôn lại cái đoạn bài hôm trước. Đây nè, chiếu lại. Cho dễ hiểu. Đây. Đây. Mình làm giống vậy nè. Đó. Mình ôn lại cái bài này nè, cái bài mình nói về một cái sự kiện và thời gian để mình đi đến sự kiện đó đó. Đây. Đó, y chang cái đoạn này nha. Look, there's a dance on gì đó. Grace, what time? Xong rồi một người sẽ hỏi là Grace, what time? 10:30 at gì đó. Rồi mình nói là thứ nhất là mình kêu là có một cái sự kiện xảy ra vào thứ nào. Sau đó một người tiếp theo sẽ nói là tùy. Và lúc mấy giờ nè? Và lúc 10 giờ rưỡi nè, ở nơi đâu nè? Really? Let's meet at 10:15. Đó. Còn cái phần á,
cái phần mà mình kêu là mình bị trễ đó thì nó là mình đây đây là mình ghép hai cái đoạn này á, hai đoạn của lesson 2 và lesson 1 vào với nhau. What time is the meeting? 10. I'm late. No, you're not. It's 5 to 10. 5 to 10, that's great. You're early. Đó, có nghĩa là mình ghép hai cái đoạn này. Đầu tiên á, thì mình sẽ nói về sự kiện đó, sau đó mình nói về thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện. Rồi bây giờ mình hỏi là bây giờ đang mấy giờ rồi? Thì mình có muộn hay không? Thì trong bài này người ta xác định là mình đang đúng giờ. Đó, thì mình dựa vào hai cái đoạn, hai cái conversation model của lesson 1 và lesson 2 mình ghép lại với nhau à, để mình làm. Rồi đây, mình quay lại cái phần. Mình ghép lại hai cái đoạn mình đã học á. Đây. Anh hơi qua đây rồi. Rồi, bây giờ mình quay lại cái bài này. Mình dựa vào nhìn những bức tranh này để mình làm. Đây, mình đọc cái sự kiện nè. Có bao nhiêu sự kiện ở trong bức tranh này nè? 1, 2, 3, 4, 5. Sao nó cứ tách ra vậy? Chờ một tí nè. 4 thì mà cô. 4 nữa hả? Rồi, rồi, rồi. Dinner. Basketball. Rồi. Đó, dinner. Basketball game và evening in concert. Party. Còn May 20 Friday là cái gì ta? Còn là hôm nay, ngày hôm nay cô. Là thời gian xác định hôm nay đúng không? Vâng. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm dựa vào những cái bức tranh này để mình tạo ra bốn lại bốn đoạn hội thoại. Đó. Rồi. Look. Rồi, khi là look there's a gì đó? Look. A dinner. There's a dinner. On. On Friday. Rồi, giờ mình dở lại cái lesson 2 á, mình coi lại á, phần conversation module á. Mình làm y chang cái đoạn đó đó. 2 1 10. Hiểu không? Hiểu không? Khi bạn hiểu không? Bây giờ mình ghép cái đoạn của lesson 2 và lesson 1 lại với nhau để mình hỏi. Rồi. Vâng, trả lời. Great. Great. Ở đâu? À, đâu đó cái vâng, tại giờ vâng vâng phải tôi tưởng là cô em hiểu rồi. Em what mở, time? What mở time? Là lesson 2 á. Đó. What time? Rồi. 8:30 p.m. Rồi. It's my friend restaurant. Rồi. So we really next meet at 7. Đi sớm nhỉ? S PM. S R dinner. Mình viết ra một cái đoạn mà để mình nhìn vào để mình dựa vào cái đoạn này nè, cái mẫu của nó xong rồi mình làm cái đoạn sau cho nó dễ. On Friday. Đó, mình viết lại cho nó dễ chứ không mình cứ nhìn qua nhìn lại khó lắm. Rồi. Vâng, trả lời nè. Tiếp tục làm lại nè, từ đầu nè. Look, there's dinner on Friday. Trả lời vâng. Làm lại từ đầu á. Great. What time? Great. Đúng rồi. What time? 8:30. 8:30 p.m. Đúng rồi. Add, mình thêm add đi. Cho nó rõ này. 8:30 p.m. Ở đâu ta? My friend from restaurant. At my friend restaurant. Rồi, tiếp tục. Vâng nè. Trả lời sao ta? Really? 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 Dựa dựa mấy y chang vậy đó. Really? Let's meet us at 8 p.m. Let's meet us. Let's meet at 8 p.m. 8 p.m. À, là đi trước nửa tiếng đúng không? À. À.
Rồi. Good job. Rồi, tiếp tục. Between. Ờ, đây, tiếp tục là gì cơ? Mình hỏi thêm. À, bây giờ là khi hỏi là nếu mà bây giờ không không? Để coi. À, tại vì cô đang ở đâu? Không, không, không. Cô đang, cô đang... có thể hỏi ở đâu nữa để mình kéo dài được hội thoại bây giờ, để con đang suy nghĩ là sao ghép hai cái đoạn lại với nhau á. Có nghĩa là bài số 2 á là sẽ ghép, cô đang ghép bài số 1 và số 2 với nhau là bây giờ mấy giờ rồi, bây giờ mình có đúng giờ hay không. Rồi. Cho là hôm nay nha, hôm nay là cái xảy ra cái đoạn hội thoại này và hôm nay mình cũng đang nói chuyện là hôm nay mình đang sẽ chuẩn bị đi tới cái buổi tiệc này luôn á, dinner luôn. Rồi bây giờ mình hỏi bây giờ mấy giờ đó, ghép hai đoạn lại với nhau á, số 1 và số 2 á. What time is it? Đúng không? Yeah. Is it? Là bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ cô muốn hỏi là is it có nghĩa là mình chuẩn bị đi tham gia cái này nè. À. Là cái đó mấy giờ cô ở trên có không? Đúng rồi. What time is it? Không. Cô hỏi là bây giờ là mấy giờ, có nghĩa là cô muốn là cái đoạn hội thoại này xảy ra trong cái quá trình mà chuẩn bị mình đi tới dinner luôn á. Hiểu không? Đó, là mình bỏ khúc này đi. Nếu mà mình muốn rap vô thì mình khúc chân mình khỏi bỏ đi. What is it? What time is it? Mấy giờ rồi? Is it 7:30. Ở đây à, đúng rồi, hỏi bây giờ mấy giờ đó. 7:30 PM. Rồi. Xong rồi bây giờ mình mới nói là có trễ không? Early. Đúng rồi, are we late? Đó, mình muốn ghép, cũng muốn ghép hai cái đoạn lại với nhau cho nó. À, rồi, B. Well, we not. No. We're not. We're not. Is. Only. Only. We. On. On time. On time. Early. Early. À, early. Rồi. Cuối cùng hết đó, kết thúc đoạn hội thoại này đó, có nghĩa là cô muốn ghép hai đoạn lại với nhau xong dựa vào những thông tin trong cái bảng này để mình ghép lại, rồi tiếp tục bài số 2 tương tự, mình nhìn vào cái mẫu của này rồi mình thay đổi nội dung thôi đó. Rồi bây giờ vâng lại A nè, chứ là bây giờ mình nhìn vào cái đoạn hội thoại này mình làm dễ nè, bây giờ mình đã có cái mẫu rồi đó. What time the basketball game? Cái gì? Nhìn vô đây, nhìn lên màn hình. Em nhìn vô cái mẫu này nè. Cái mẫu này em làm y chang vậy thôi. Đổi cái nội dung thôi. There is a basketball game. Đúng rồi, chính xác á. Là mình dựa vào cái mẫu đó nhưng mà đổi thông tin thôi. Look, there's a basketball game on Sunday. Rồi. Rồi. Rồi đó, được rồi. À, giờ đến lượt Vân trả lời nè. Wait, what time? Rồi, giờ đến Vân trả lời. Cô ở đây nó không ghi giờ. À, không có giờ hả? Giờ mình bị ra đi. Cô có thể thêm giờ vào. Tại vì thiếu. Thiếu thì mình phải thêm giờ vào. Đây, để cô ghi về giờ vào. Bị ra đi. Bị ra thôi, đúng không? Đúng không? Bị ra là buổi sáng đi ha. 8:30 AM. À, noon mà. Noon. À, noon. Có giờ mà. Đâu có. Noon. At noon. Theo. Nãy giờ chưa để ý á. Đây, noon nè. Noon. Noon là giờ đó, at noon. At noon. Đó, 12 giờ trưa đó. At noon. Chính xác. At the tree. Try. Tell light school. Phải không? At 12 night school. Rồi. Keep ready. What time is it? À, ready không có. Really? What time is it? Vâng là what time is it? Vâng ạ, vâng là what time is it? À. What time is it? Ôi, thì nói đã à, em. Cái này là nói lại đó, đúng rồi đó. 11:30. Đúng rồi, và là buổi sáng. Trước 12 giờ là được. 11:30 AM. AM. Rồi.
Tiếp tục. Vâng. Are we as late? Late. Rồi, đọc lại nào. Vâng. Are we late? Are we late? Rồi. Late. Late. No, we're not. We're early. Mà we're early. Early. À, rồi các bạn tiếp theo mình làm sao cho có on time hoặc late nha. Mình đổi thời gian làm sao cho nó có một cái thời gian mình trễ, có một cái mình sớm, mình có một cái mình là giờ tới. Tiếp theo là đúng giờ nha. On time nha. Đó, rồi. Tiếp theo, giờ vâng. À, giờ kia sẽ là A, vâng sẽ là B. Tại lúc theo. Yes, even in concert. Rồi. It's a concert thôi. Mình khỏi phần evening in concert. Tại vì ý là người ta kêu là buổi tối, buổi hòa nhạc và buổi tối. Mình nói concert thì được rồi. There is a concert on Tuesday. Rồi, đúng rồi. A reach what time? At 10:30 p.m. As Paul's book. Paul books. What time is it? Really? Really? What time is it? Rồi, đó là khí nha. What time is it? Là khí nha. Rồi. At 10:25. Are we late? No, we are on time. No, we are on time. Đó là on khoảng time. 5 phút thì chắc cũng là đúng giờ chứ cũng không sớm lắm. Sớm là khoảng từ 10, đi sớm khoảng là 10 tới 15 phút đó, thì mình là sớm. Rồi, we are on time. Rồi, tiếp theo là mình chọn một cái là trễ nha. Tiếp theo là mình làm sao đó cho là mình đi trễ nha, đi trễ cái party. Đó. Hả? Em à cô? Đúng rồi. Lúc vâng đầu tiên đó. There are the party on Saturday. Right. What time? 9:30 p.m. Really? At thì không nếu mình là khi hỏi where đi cũng được where? Thêm một câu cũng được where at ở đâu đây cô at 58 Paul Street 58 Paul Street đó across the bank bank. Đó, mình nói cụ thể luôn, người ta thêm có hai thông tin, mình cứ đưa ra thông tin from the bank. Đúng rồi, across from the bank. Rồi. Really? Yeah, what time is it? What time is it? As 9:40, 45. Đúng rồi, rồi, vâng. 45. Are we late? Are we late? Yes, we are. Yes, we are. Đúng rồi. We're bao nhiêu phút? 15 minutes late. 15 phút. 15 minutes late. 15 minutes late. Đó, có nhớ mình coi cái sitcom không? Cái sitcom nó có cái nội dung mà trễ bao nhiêu phút á? A quick. Cô nhắc cái sitcom mới nhớ là mình sai cái là nó kêu là 5 to 6 là 5 giờ 5:55. À, 5 to 6 hả? Không để ý luôn. Cô không để ý là 5 to 6 chứ không phải là 5 after 6. 5 to 6. Yeah, 5:55. Đó, cô không để ý luôn á. Cô nghe con hiểu luôn, không để ý luôn rồi. Em kiểm tra đó, chính xác. Rồi còn một khúc nữa, còn một cái khúc mà người ta nói là trễ bao nhiêu phút á. 2 minutes late. Nhớ không? Nhớ không? Đó là ông đó, cái bài đó bạn nói là ông đó được ông trễ là 2 phút. 2 minutes late. Thì tương tự trong đây mình cũng sẽ dùng cấu trúc đó mình làm 15 minutes late. À, là có cái số phút đó, nằm trước cái từ late. À, đúng 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 cái thứ tự vậy nha.
À, chứ không phải từ late đứng trước nha. Cái số phút nó đứng trước cái từ late. 15 minutes late. Đó. Đó, mình nhớ vậy là được. Đó. Cái sitcom nó hay mà đúng không? Vui mà. Có thấy coi cái phim nó vui. It's so funny. Vui vui mấy cái diễn viên trong đó cũng hài, nội dung nó cũng mắc cười. Hài, phim hài mà. Cái phim đó là phim Friends phải không ta? Những người bạn á. Cũng nhớ là phim đó tên là Những người bạn, Friends. Hay là How I Met Your Mother ta, cái phim đó đó. Cái phim nó quen lắm. Cái phim đó mà người hầu như đa số những người mà học tiếng Anh người ta hay nghe cái hay coi phim đó để học tiếng Anh á. Tại vì đó là những cái câu mà đơn giản trong cuộc sống á. Đoạn hội thoại mà mình hay dùng mình vô đó mình học được. Đó, để mình bắt chước, mình làm cho mình nói trong giao tiếp trong cuộc sống. Đó. Nó gần gũi hơn là những cái chủ đề đó. Còn ví dụ như chủ đề trong sách thì có những cái chủ đề mình sẽ ít khi dùng lắm. Đó. Rồi. Hết rồi đó. Bài hôm nay đã được qua phần writing là còn phần cuối cùng là writing. Đây. Write five sentences about the events or once in your town, for example. Là viết năm câu về một cái về những cái sự kiện hay là một hay là những cái mà trong cái thị trấn của mình xảy ra, có những sự kiện là trong cái nơi mình ở. Ví dụ nè, there's a dinner on gì đó, mình dùng thay vì mình hỏi và trả lời thì bây giờ mình viết ra một đoạn thôi. Năm câu. À, về tên sự kiện nè, tổ chức ở đâu nè và còn có một cái là khi nào ở đâu. Rồi mô tả cái vị trí của cái sự kiện đó ở đâu nữa, đó là you address this across the street from a bank giống hồi nãy. Đó. Ví dụ như khi mô tả một cái sự kiện nào diễn ra từ đó kia. Cái sự kiện nào ta? Movie đi. Movie. Đúng rồi. Yeah. Movie thì hay có là there's a Movie. movie on Or on Saturday hả? Rồi, ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu ra? Trong tháng này là tháng mấy ta? Sunday. Tháng tháng nhiều rồi đi cô, tháng 12 đi. Tháng 12 hả? À? Không, tháng 12 là nó đã qua rồi thì em phải dùng từ quá khứ mà mình chưa học thì quá khứ mình nên nói trong hiện tại trong tương lai thì hợp lý hơn đó. January. January. January January. à, ngày bao nhiêu January, second rồi second. at As, ở đâu ta tên của cái rạp phim đó là gì Golden. Golden hả Golden. Cinemax Golden. Golden. Golden Golden đó Golden. ghi Vàng hả cô? vàng hả? Đúng rồi, đúng rồi, nãy cô cũng ghi mà cô không biết có phải không, tại thôi Phải không chị? Golden Golden rồi cinema hả? Chị có Đó. bị Đó là cái rạp chiếu phim á, at Golden Cinema rồi. Tiếp tục. Mình nói là ở đâu người ta rồi. Đó. cái này nói ở đâu hả cô? Ở Nhưng mà đâu? mình nói tiếp ở đâu, mình nói mô tả cái vị trí của cái rạp chiếu phim á. Ở đâu á? Next to the supermarket. Is Supermarket next to is the super next market rồi, còn gì nữa không? Cái bên supermarket rồi, à, tên trên cái đường nào, trên con đường tên gì á? không biết nữa. Cái gì street chẳng như là street KL rồi, mình dùng với từ gì ta? Street. In 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 KL on in là chốn mà phong cô. đúng rồi, nơi trốn nhưng mà trong trường hợp là cái đường tên đường này mình sẽ quay lại cái bài cũ nè. S S À lại S S mình nhìn đặt đâu rồi, sao nó không thấy đây, cô phải kéo cái này ra đây nè, đây người ta chỉ mấy cái con đường đâu rồi là phóng to ra nè. Đây. On Đó, on on đúng không? On Main Street. Đó, bây on giờ mình thêm một cái lưu ý nữa.
À, nói về con đường á thì mình sẽ dùng giữa từ on. À, mình Con ghi đường là thêm gì cái lưu ý rồi? vào. À. Còn nơi chốn của cô ý là ví dụ một cái nơi cụ thể, ví dụ là rạp chiếu phim nè, một cái nơi sẽ tổ chức buổi hòa nhạc, hoặc là một buổi tiệc, hoặc là một cái nhà hàng, một cái gì đó là đó gọi là nơi chốn á, nhà hàng, rạp chiếu phim, công ty thì gọi là nơi chốn, còn đây là một con đường thì mình dùng giới từ on. Rồi, on gì ta? On KL Street. KL KL Street. Rồi. Street. Đây. On. Cái này sao nó to quá, nó không vừa. Con đường. Rồi. On KL Street. Rồi, tiếp theo. Còn gì nữa không ta? Để mô tả không? There's a movie on Saturday, January 7 at Golden Cinema. It's this year. Thời gian. À, và lúc mấy giờ ta? I 8:30 p.m. Is nó bắt đầu đi ha. Is begin a begin start. Begin. Begin. From the go from. At from hả? From 8:30 p.m. Không, tại vì begin á, begin sẽ sử dụng là at, bắt đầu bắt đầu vào lúc thời gian nào. Còn nếu mình xảy ra, diễn ra và từ lúc nào thì mình sẽ dùng happen, đúng không? happen. À, from hoặc là nếu mà phim thì sẽ show, nó được chiếu. Is so show shop. Đây. Câu số 3 Show của on. cái từ show á, nó được chiếu từ lúc mấy giờ tới mấy giờ nè? 8:30 p.m. 30 p.m. to 11:30 p.m. to 11:30. Ủa? 11 giờ luôn hả? Sao dài vậy? Phim dài vậy? Ba tiếng nữa. Avatar đúng không? Ba Rồi. ta Rồi. 3 tiếng. It's showed from 8:30 p.m. to 11:30 p.m. Rồi. Nó được chiếu vào lúc 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi. Còn gì nữa ta? Thông tin gì? 1, 2, 3 câu rồi. Hai câu nữa mình sẽ nói ngoài lề về sự kiện này. À, mình nói là bộ phim này là phim gì? Rồi Movies. bộ phim nem. Nên đúng không? Mình dùng phải S đi, đúng không? Tên Nhiều của bộ cái câu phim. gì mình đã học rồi đó, thì mình dùng vào. The movie's name là cái tên của bộ phim là is Name is Avatar hả? Avatar. Hả? Rồi, ồ, Avatar nó bị rồi. Hai nữa rồi. Hả? Số hai nữa, số hai rồi. Ủa, à phần 2 hả? À, thêm nó nữa hả? Extend. The movie's name is Avatar 2, rồi. Còn gì nữa không ta? Mình có thể mình nói là mô tả bộ phim nó hay hay dở đó. Diễn viên nổi tiếng nào cô có À, được tham gia hả? active Is được thủ vai bởi role hả? No, không được. Được diễn xuất bởi vai. em không biết, em chưa xem, À, em thì không biết ai à? ủa tên gì khi biết không? Xem Biết cô mẹ cô không bó tay em không xem, không biết đọc cô, không biết rồi. Ví dụ như vậy đi, Sam. Sam gì hả? Xem Đã được diễn xuất bởi is acted by Sam, đây famous, by a famous actor Anh chồng cũng diễn viên nổi tiếng. name Nên. Sam Ừ. đây. Em được. Rồi đó. Rồi bây giờ đến lượt Vân. Mình mô tả một cái sự kiện này. Concert, em concert. Rồi. There are concert. Concert On Sunday. on Sunday. Ngày bao nhiêu nè? October. October.
Theo chi này này 29, 29 hả? dạ Rồi, at. Ở đâu ta? yeah. Sân vận động Sân vận Olympic Tours Olympic Stadium Stadium. Rồi. Tiếp theo is is mô tả vị trí của nó. that is between your Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì em? Cái gì sân 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 bóng ấy, nó gần cái sân bóng ấy cô, sân bóng hả? có Sân nghĩa là vận của nó sân vận động đúng sân không? bóng chày, sân bóng chày cô, Sân nó giữa bóng là sân chạy. bóng chày với cả sân bóng rổ đấy là Bình đấy. thường một cái sân vận động thì người ta gọi là stadium. Còn sân bóng rổ hả? Football hả? Football Stadium. stadium Football stadium and and bóng chạy là gì bóng chạy baseball cơ? stadium. Stadium. Rồi. Is so from Cái này là mình bắt đầu thôi, mình không không có diễn tại vì bộ phim thì cái này mình không có is begin begins as at half past six 6:30 đúng không? vâng PM hả? vâng PM Rồi. Tiếp tục mô tả cái gì đó. Nó tên là gì? Có tên không? the concert is name student What does this oh. mean in Vietnamese? Nó nghĩa cho tiếng Việt là gì vậy? Em cũng biết, em cũng không biết, em chỉ biết là formation to dance For cái gì vậy? base Cô nghe rõ, cô là gì để gì em đọc được. formation For formation for for formation student em formation không student. Có viết được không? Viết viết em có nhớ cách viết không? thôi lớp myself đi cô đấy là lớp myself lớp do Ghi lại ghi lại hả? lớp do Rồi. sao Cái gì vậy sao nó ra? Rồi tiếp tục. Is singer by Hoặc là there is có rất là nhiều. There are they có nhiều người ca nhạc sĩ nổi tiếng đúng không? many famous Famous singer singer. singer Singer nha, không phải singer nha. Singer. singer There are many famous singers. singer Who? Johnny. Who John? Tại vì em không biết cái cách. Tại vì chắc chắc là cái này có chút nâng cao á, nên có thể là Vân không hiểu. Singer. Cô sẽ ghi cái mệnh đều quan hệ who. Who Who sing? who Hay là who singer tham gia đi. Who joined in this concert? Rồi, hết. Đó. Đó, hai đoạn, mỗi người một đoạn. Rồi đó. This concert on Sunday, October 29 at Olympic Stadium. It's between the football stadium and baseball stadium. It begins at 6:30 p.m. The concert's name is Love Yourself. There are many famous singers who joined in this concert. Đó, hết rồi đó. Đó, ví dụ như vậy. Mình tập viết thôi. Quan trọng ở bài này là mình tập viết lại, là mình chỉnh lại những cái cấu trúc ngữ pháp trong đây. Đó, mình cái gì mình đã học rồi, giới từ nè. Dùng cái từ nào, khi nào nè. Rồi, dùng thì gì nè. Đó, thì mình nhớ. Đó, rồi, hôm nay mình học tới đây. Mình học về ôn tập hết. Unit 5 thôi. À, tập hôm nay tại vì mình học chậm là tại vì bị cái chỗ mà cái cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo học hơi lâu đúng không, đúng không? Thế mà thấy 12 cung hoàng đạo học hơi lâu tại vì mình phải học phần đọc nữa à, mà nó không có quan trọng lắm. Rồi đó, rồi về nhà mình sẽ coi chút bài mới nha. Bài trước bài mới là sẽ học là về quần áo đó, clothes Lớp đó, sờ về quần áo nha. À, mình lớp nghe trước mấy cái từ vựng này đó, để bữa sau mình lên mình học thì dễ. Rồi. Rồi, goodbye and see you on Friday. Bye.
Ok, học bù hả? Học bù. Ồ, trung tâm thì cũng không biết là có học bù hay không, mà có thể là sẽ có học bình thường như vậy. Ý là bình thường ví dụ là một tuần 3 ngày thì mình sẽ bù một ngày đúng không? Nhưng mà trong này lịch nghỉ thì mình vẫn có, em vẫn có ngày nghỉ, vẫn còn cái buổi đó, hiểu không? Khi vẫn còn cái buổi đó nhưng mà mình sẽ học chậm hơn, gọi là học chậm hơn một bữa, ví dụ như là ngày bao nhiêu kết thúc đó thì mình phải bị chậm hơn một ngày đó, kiểu vậy. Nó sẽ tính theo số buổi mà. À, em nghe sợ học bổ là tiếng rồi. à không sao, học theo số buổi thôi, cho nên là mình cứ tính theo số buổi, khi nào học hết số buổi là mình nghỉ. À, mình sợ mà chứ không có quan trọng là thời gian. Tại sợ mình quan trọng là học viên muốn học sớm hay nhanh thôi, nhanh hay chậm thôi, chứ còn bình thường mình học bao nhiêu cũng được đó. hôm nay là 22 buổi rồi, Ồ, đã là hai buổi rồi đó chị, cái khóa của Khiết với lại Vân là bao nhiêu buổi ta? 108 buổi. 108 luôn. Ừ. Chị Wow. Vân bao nhiêu buổi? Cũng vậy luôn hả? Khiết 9 tháng phải không? à, chị 9 Em tháng cũng thế. Em cũng thế. Ôi vậy, Đúng. giống nhau á. Mới học được mấy tháng ta? Mới học có 3 tháng à? Không. Như 2 tháng thì sau Ôi chưa 22 đến, chưa đến 3 tháng luôn hả? hôm nay là buổi thứ 22. Đó, thì mình cứ học hết số buổi rồi mình mới nghỉ, mình mới được nghỉ đó. Rồi. See you on Friday. Rồi, goodbye. Bye.